chúng ta cũng cùng sẽ cùng nhau thưởng thức cái gà mẹt tại quán bún đậu Long Xuyên, ăn hơi thì rất là ngon, rất là rẻ tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là quán bún đậu Long Xuyên, nhìn từ ngoài mặt tiền đây là số 76 Hưng Đạo Vương của thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Đây có món bún đậu mắm tôm rất là ngon, rất là nóng hổi và rẻ, 30.000 một phần, từ 40 tới 50 cũng có, nếu có theo yêu cầu của khách. Thì quán cũng có luôn cái món gà mẹt cũng rất là nổi tiếng. Thì quán làm ăn rất là đông khách, rất là được nhiều người ủng hộ, nên là quán vừa mới mở thêm một cái nhà cách chi nhánh chính khoảng 20 mét. Đây, bếp của quán bún đậu Long Xuyên tại mặt tiền, nhân viên có thể làm trực tiếp và khách có thể ngồi ăn. Quán đang lấy rau và đồ ăn cho khách mới vừa gọi xong. Nghe rồi, mắm cay ba phần bánh gì. Đây là sảnh ở dưới mặt tiền của nhà. Thì quán sẽ có lầu 1 và cả ban công riêng nữa, khách có thể ngồi thoải mái và gọi nhà sạch sẽ. Về thì bao nhiêu tiền đây em? 100 ngàn. 5 ngàn cho 5 ngàn, còn một đồ mình giao tận nơi cho khách hay là khách tới mang về? Khách đâu mang về? Khách chờ trước cái gì? Sao nhưng mà viên của bún đậu gà mẹt Long Xuyên đang chuẩn bị những cái phần ăn cho khách. Đây, rau rất là sạch sẽ, cốm. Mình có được tập được một món bún đậu. Đây là những mắm nêm. Dưa leo sắc và tắc thay cho chanh ớt. Được gói sẵn chuẩn bị cho khách mang về. Và bên đây là cái phần bếp ở mặt tường, ngay cổng cửa ra vào. Tôi có thể nhìn thấy tất cả. Bên cạnh là tủ đựng những nguyên liệu cho bún đậu mà nhân viên làm luôn tay để mang đến cho khách những cái mẹt bún đậu ngon nhất. Nhân viên đang bê bún đậu lên cho khách trình lọc. Đây là cái phần trên tầng 2, tầng 2.
của quán hủ đậu ở Long Xuyên. Đây là loại bánh con. Rất là mát mẻ, rất là thoáng. Đây là toàn cảnh trên tầng 1 của quán hủ đậu gà mẹt Long Xuyên. Đây là cà pháo ngâm mắm ớt này nha các bạn. Đây là mắm tôm và chén dừa và gia vị rất là gọn gàng sạch sẽ. Đây là những cái gia vị được khách rất là ưa chuộng tại quán bún đậu và cơm gà mẹt Long Xuyên. Nhìn cái thố cà pháo mắm ớt như thế này ai cũng ghiền. Thì mà ăn cơm với trời mưa thì các bạn có thể biết rồi đó, đồ ngon như thế nào. Những cái nước mắm được cái nước chấm tại quán. Cái này là nước cơm pha chế, nước cơm uống. Đây, ngoài cái cơm gà mẹt Long Xuyên thì ở đây có chả cá, chả Hà Nội này, chả cá Hà Nội này, mọc đậu hũ, heo giò cay và bánh bột lọc cùng nhiều cái món ăn rất là hấp dẫn. Khác nữa, có những nguyên liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng, sạch sẽ và ngon. Có giá từ 30 tới 50 ngàn thôi. Hủ đậu chay thì 40 ngàn. Tay heo củ bánh tráng 50 ngàn. Hủ chả Hà Nội 45 ngàn. Gà hấp tỏi rau lan thì 450 ngàn một phần. Lên mẹt 35 ngàn. Hủ cá chả cá Long Xuyên, heo giả cày 50 ngàn. Bánh bột lọc thì 5 ngàn một cái thôi nha các bạn. Và nem bắc 20 ngàn một cái. Thì Long Xuyên, chủ quán bún đậu gà mẹt nổi tiếng của thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đang chuẩn bị những cái nguyên liệu là rau, những cái nguyên liệu cần thiết cho cái món gà mẹt, cơm gà mẹt rất là ngon, rất là nổi tiếng của thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tại số 76 đường Hưng Đạo Vương của thành phố Biên Hòa. Đây là cái bếp được đặt tại mặt tiền của quán. Thực khách có thể ghé quán và chiêm ngưỡng những thực phẩm, những cái nguyên liệu được chiên nóng ngay tại quầy bếp. Cái đó là cái này là rau lan sống á. Dạ, trộn với gì chị hả? Mình trộn với nước sốt me. Dạ, nước sốt me. Để làm cái món gỏi gà rau lan. Dạ. Lạ. Thì chị Long Xuyên cho em hỏi là cái món này là theo phong cách của miền nào ạ? À? Dạ, món này theo phong cách của miền Nam. Dạ. Cũng chưa có được thưởng thức cái món này phổ biến cho lắm. Dạ. Tại vì món này là em tự chế. Là món này từ chị nghĩ ra và dạ, chị công thức là do chị luôn. Dạ, công thức là pha chế. Và một cái rau lan, một cái rau rất là quen thuộc của người nông dân, của người dân. Ăn rất tốt cho sức khỏe rất và đẹp tốt. Da. Thì từ đó mới đúc kết ra để mà giữ gìn sức khỏe là do những cái món ăn của mình á. Dạ. Món ăn của mình nó thanh đạm nè, giống như anh cũng nhìn thấy những cái món ăn ở trong quán em á là đều là rau là phổ biến là nhiều. Dạ. Rồi món bún chả cá cũng vậy, nước lèo mà em nên chua chua ăn rất là thanh đạm và tốt cho sức khỏe. Cái này là rau răm chứ chị ha? Dạ, rau răm để trộn vô chung với rau lan, món gỏi rau lan. Cái mắm này là mắm me hả chị? À, cái này không phải là mắm me mà cái nước sốt me. Nước sốt me. Dạ, cái gỏi gà rau lan này, riêng cái gỏi rau lan á mình có thể ăn chay được, tại vì không có bỏ nước mắm gì hết á. Dạ. Bỏ muối rồi. Nếu mà không có gà thì cái gỏi rau lan này có thể là món ăn chay. Dạ, đúng rồi. Ở đây có đặc biệt là có món đậu chay rất là đặc biệt. Dạ. Yeah. Chả chay bằng bắp chuối. Dạ. Yeah. Lát nữa nếu mà có thời gian thì em sẽ trở tài thêm cái món bún đậu chay để cho anh. Anh ơi, nãy giờ chị có biết hay này hay không? Thì chủ quán của bún đậu Long Xuyên gà mẹt còn gỏi rau lan với lại nước sốt me. Yeah. Nước sốt me thì không thức riêng của chị. Con gà này theo chị gỏi rau lan á mình sẽ ăn con gà nó còn nóng. Thì chị sẽ dớ con gà còn đang nóng, vừa được luộc xong ở trên bếp. Thì cái bếp được đặt tại mặt tiền. Một lòng.
tiếp trước mặt khách ngồi ăn. Dạ. Vừa được chị Long Xuyên chủ quán luộc ra rất là nóng. Chị đang dùng kéo để mà cắt ra những cái đùi, cái phần của gà ra. Mẹ đeo bông tay chứ không là nóng. Dạ. Nói đi, chị làm luôn. Thăng này em. Công thức là do mình sáng chế ra và làm theo đậu ở nhà làm hết. Dạ. Nguyên liệu là do gia đình mình làm hết luôn. Dạ. Nên là đảm bảo vệ sinh và cái an toàn. Về nhà làm hết không? Phụ gà rất là nhiều trứng non và đang được chị xé từng phần ra, cắt từng phần ra, bỏ lên cái mẹp. Đã có cái món rau lang, gỏi rau lang vừa trộn xong với lại rau răm cùng cái công thức nước sốt me của chị. Đây là bà chủ của quán bún đậu Long Xuyên. Thì chị tiết lộ cái bí quyết là ăn rau lang nhiều sẽ đẹp da và tốt cho sức khỏe. Con gà ở đây cũng khi mà ăn thì nhiều người cũng rất là cho ý kiến là rất là đặc biệt so với những con gà ở chỗ khác. Gà ở đây em đặt người ta mua đúng là gà ta luôn, chứ không phải là gà nuôi nó lai tâm hoàng. Ăn nó rất là ngon, nó rất là dai và thơm. Đây gà thả ở vườn á. Chị Long Xuyên gà cũng khác nữa, nên khi ăn con gà nó rất là ngọt thịt. Chị Long Xuyên vừa tiết lộ chúng ta là chị gà được chị đặt cho các nhà vườn là gà thả vườn, gà ta, chứ không có đặt theo gà công nghiệp giống các quán khác. Và cách luộc gà, cách chế biến của chị cũng rất là riêng, nên là gây cho con chúng ta khi mà ăn thịt gà cũng rất là mềm, rất là thơm. Chứ không có ăn những con gà ở những quán khác thì nó sẽ dai, nó giòn, nó không được bình thường. Còn ăn con gà này nó sẽ mềm, mà thịt nó và ngọt hơn, ngọt thịt hơn. Vẫn còn giữ nguyên cái vị của gà ta, cách chế biến và cách nấu á, nó vẫn giữ được nguyên, nó không có làm khô con gà. Cách luộc rất là đặc biệt của chị, nên là gà sẽ rất là tươi, rất là thơm, có vị ngọt, chứ không có giống như những cái loại gà tam hoàng và gà công nghiệp được đặt tại các quán khác. Bà chủ khách tới đây ăn rồi thì rất là thích, không có thể, khách cũng sẽ tự cảm nhận và tự nói luôn là ăn ở đây bún đậu hoặc là ăn gà ở đây rồi không muốn ăn ở đâu nữa. Đó là cái bí quyết tại sao cái quán bún đậu mắm tôm Long Xuyên tại phố Biên Hòa có thêm cái món nổi tiếng là cơm gà mẹt cũng được rất là nhiều người dân ở trong vùng và cả những nơi xa khi mà ghé về thành phố Biên Hòa Đồng Nai thường hay ghé đây ăn và thưởng thức. Đây trên tay bà chủ là con gà, gà nhiều người cũng thấy là gà cũng rất là nhiều thịt. Tại vì cái cách mà nhiều người ta sẽ luộc con gà nó sẽ bị khô, nó sẽ bã không à, không còn chất ngọt của con gà nữa. Một phần như vậy thì bao nhiêu tiền chị Xuyên ha? Một cái mẹt mà có gà nguyên con như vậy á thì là 450. 450 một con. Gỏi rồi này nọ luôn. Cái này thì còn thêm cơm này phải không chị ha? Dạ đúng rồi. Cơm thì sẽ ăn nếu mà khách gọi cơm gà đó thì khách muốn ăn thêm á thì cũng sẽ không tính thêm tiền cơm nữa. Dạ. Dạ nếu mà khách ăn cơm gà mẹt. Tại vì bày ở trên mẹt mà nhiều cơm quá và khách ăn không hết thì bỏ cái mang tỏi á. Dạ đúng rồi. Gọi cơm thì quán cũng không tính tiền nữa. Chị Xuyên nói là khách có thể ăn cơm thoải mái, gọi thoải mái đây và không tính tiền, ăn có thể nhiều người ăn no bụng và không có tính tiền thêm tiền cơm. Con rau được lặt kỹ lưỡng, được rửa sạch để khô trên những cái rổ và được lựa chọn và dính bàn tay khéo léo của chị chủ quán và người nhà, người thân của quán cùng tạo nên những cái món ăn, những cái hương vị riêng của cái gà cơm gà mẹt Long Xuyên tại thành phố Biên Hòa. Không
Bà chủ đang làm nước sốt cho món gà mẹt. Chị Long Xuyên có thể giới thiệu sơ qua về cái món cái nước chấm cơm gà mẹt này không được được không ạ? Dạ, thì làm cũng rất là đơn giản thôi, những cái vật liệu có sẵn ở phổ biến dân dã và truyền thống của người Việt mình đó là me thôi. Dạ. Thì me mình là đem về mình là mình lấy cái rây qua cái nước nóng á. Lấy cái cơm xong sau đó mình thêm một tí hành tỏi vào vô hành sống, yeah. Tím sống với lại muối ngọt rồi tiêu rồi dầu ăn, nói chung là theo một công thức riêng của chị. Dạ. Cái món cơm gà mẹt 450.000 một phần của bà chủ Long Xuyên vừa mới chuẩn bị xong. Và sau đây là bà chủ sẽ bê lên cho khách trên sân thượng. Đang dùng chú đậu mắm tôm tại quán và gà mẹt lên mâm, vừa bà chủ vừa mới bê lên. Khách đang dùng cái gà mẹt cùng cơm, nước chấm và cả kim chi tự làm. Quán tự làm. Đây bên này là hai anh chị đang dùng chú đậu mắm tôm rất là nổi tiếng của thành phố Biên Hòa cùng với lại cái món cà pháo và nước chấm. Long Xuyên là quê ở đâu ạ? Dạ em quê ở Long Xuyên, An Giang luôn ạ. Dạ sao mình đặt tên quán là Long Xuyên bún đậu ạ? Chị ha? Dạ tại nhà em là có 5 chị em gái, ba em đặt tên tỉnh không ạ? An Giang, Long Xuyên rồi Hậu Giang. Tức là chị tên là Long Xuyên luôn ạ? Dạ, đứa em tên An Giang rồi đứa út và tên Hậu Giang luôn. Dạ, chị cho em hỏi là quán mình bán tới thời điểm này là được bao lâu rồi ạ? Dạ cũng gần hơn 10 năm rồi ạ. Dạ hơn 10 năm rồi ạ. Dạ. Chị ơi cái quán mình thì có chi nhánh nào khác không ạ? Dạ không, chỉ có một cái quán duy nhất ở đây là địa chỉ 76 Hưng Đạo Vương, Biên Hòa, Đồng Nai thôi ạ. Chỉ có một chi nhánh này thôi, không có chi nhánh nào khác. Là cái món chính của quán mình là món gì ạ? Cái món chính của quán thì là món bún đậu mắm tôm đó, bún đậu Long Xuyên.
Và bữa nay thì có món đặc biệt gì nữa khác không chị? Quán hồi trước mới mở thì là bán bún chả Hà Nội, bún chả cá cũng rất là đông. Dạ. Nhưng sau này lại thiết kế thêm cái món bún đậu nữa, thì cái món bún đậu thì nó nhiều món hơn. Dạ. Trong cái mẹt đó thì nó phong phú hơn, thì người ta ăn nó đông hơn so với những cái món khác, nhưng những món khác rất là ngon. Dạ. Bán là đông đến nỗi mà phải sắp bún tô với kệ đó, gần cả mấy chục tô vậy đó, để chan múc thôi. Nhưng mà sau này người ta lại cứ tập trung ăn cái món bún đậu. Dạ. Thì quán cũng chỉ tập trung bán món đậu tại vì không có chỗ ngồi cho khách luôn. Dạ. Đông quá. Bây giờ này mấy người hay đi ăn, người ta kháo nhau rằng là ở đây có cái món mới đặc biệt rất là ngon là cơm gà mẹt, phải không chị ha? Dạ, đúng rồi. Thì chị có thể nói sơ qua về cái món cơm gà mẹt của chị được không ạ? Dạ, cái món cơm gà mẹt của em đặc biệt nhất đó là cái gỏi rau lan. Nó là cũng là cái món dân dã truyền thống, lúc nào cũng phổ biến, lúc nào cũng có quanh năm. Dạ. Mà ăn rau lan thì nó cũng sẽ tốt cho sức khỏe và đẹp da mặt giống như. Dạ. Còn cái gà đó thì em cũng chọn là cái loại gà ta, chứ không có chọn những cái gà mà gà lai đó, nên em đặt người ta gà, những con gà mà nuôi ở Tạm Phường á, chính gốc và ăn rất là ngon. Và cái cách luộc gà ở đây cũng rất là đặc biệt, khi người ta thưởng thức con gà người ta cảm nhận được là khác hẳn so với những con gà ở những quán khác. Nó vẫn còn giữ lại cái chất ngọt và dinh dưỡng của con gà, chứ không như những con gà khác là nó khô rồi nó ăn thì ở bên trong thì nó sống bên ngoài thì nó chín mà nhừ á. Yeah. Bả bả rất là không ngon. Thì chị em thấy bên cạnh quán mình cũng có một cái quán cũng bản hiệu cũng màu cũng chữ giống như mình, nhưng mà không có đặt tên là Long Xuyên, có phải chi nhánh nhà mình không ạ? Dạ không phải.